Chào mừng quý khán giả đến với bản tin tổng hợp sáng thứ năm ngày 25 tháng 4 của bóng đá 5G. Sau đây là những tin bóng đá nóng hổi vừa mới cập nhật sáng hôm nay. Ngược dòng ngoạn mục, MU thắng thuyết phục trước Sheffield. Sau những phút thăm dò, cả hai đều chơi khá chủ động sau 20 phút đầu tiên. Đội khách Sheffield là những người mở tỷ số khi mà Jadon Boge ghi bàn phút 35 sau tình huống phối hợp như chỗ không người. Thua trước, MU dồn ép đối thủ và nhanh chóng có bàn gỡ hòa ở phút 42. Xuất phát từ tình huống tham gia tấn công của trung vệ Harry Maguire và pha lắc đầu vô cùng đẳng cấp. Hiệp 2 bắt đầu chưa được ít phút, Sheffield thêm một lần nữa là đội vươn lên ở phút 50 sau pha làm bàn của Ben Diaz. Thế nhưng kể từ đó, chủ nhà Man United chơi cực hay và ghi liên tiếp những bàn thắng vào lưới đội khách. Người khai màn là Bruno Fernandes và chính đội trưởng lần đầu đưa MU vượt lên dẫn bàn, lần lượt ở các phút 61 và 81 của trận đấu. Phút 85, Quỷ Đỏ nâng tỷ số lên 4-2 sau khi Rasmus Højlund kết thúc pha tấn công của đội nhà hết sức gọn gàng. Giành chiến thắng với tỷ số 4-2 chung cuộc, MU chính thức giành lại vị trí thứ 6 từ tay Newcastle sau loạt trận đá bù vòng 29 ngoại hạng Anh. Thua bạc nhược, Liverpool hụt hơi trong cuộc đua vô địch ngoại hạng Anh. Đối đầu với Liverpool, Everton bất ngờ lại là đội tạo ra những cơ hội nguy hiểm ngay từ những phút đầu. Lợi thế sân nhà giúp đoàn quân của Sean Dyche nhập cuộc hứng khởi và họ đã có thể tạo ra bàn thắng nếu như trọng tài chính không từ chối thổi phạt đền bởi lỗi việt vị ở phút thứ 6. Dẫu vậy, thành quả đã đến với chủ nhà với bàn mở tỷ số của trung vệ Jarrad Brandweth sau một tình huống chớp thời cơ cực nhanh trong vòng cấm của Liverpool ở phút thứ 27. Bất ngờ nhận bàn thua, đoàn quân của Jurgen Klopp như bừng tỉnh khi liên tục dồn ép đối thủ với những tình huống bắn phá lên khung thành của thủ môn Pickford. Các chân sút áo đỏ thi nhau dứt điểm, thế nhưng lần lượt Darwin Núñez, Luis Diaz hay Mo Salah đều tỏ ra vô duyên trước khung thành của đội chủ nhà. Hiệp 1 của trận đấu khép lại với lợi thế dẫn trước cho Everton. Bước sang hiệp 2, Liverpool chủ động dồn ép đối thủ ngay từ những phút đầu tiên. Tuy nhiên khi còn chưa tìm được đường đến khung thành của đối thủ, The Kop đã phải nhận bàn thua thứ 2 sau cú đánh đầu hiểm hóc của tiền đạo Calvert-Lewin bên phía Everton. Man City rung chuyển, Rodri có thể gia nhập câu lạc bộ vĩ đại nhất ở châu Âu. Ngôi sao của Manchester City, Rodri có thể sẽ cùng Bernardo Silva và Kevin De Bruyne rời sân Etihad trong hè 2024. De Bruyne là mục tiêu lâu dài của Saudi Pro League và Man City cũng đang tính toán đến những phương án chia tay ngôi sao người Bỉ vì vấn đề về chấn thương của anh trong mùa giải này. Trong khi đó, Bernardo Silva là mục tiêu của Barcelona. Nhà báo thể thao Ferran Correas mới đây đã tiết lộ rằng cầu thủ người Bồ Đào Nha sẵn sàng giảm lương để rời đội chủ sân Etihad. Chưa dừng lại, tiền vệ thứ 3 của Manchester City cũng có thể sắp ra đi. Theo nguồn tin từ tờ Team Talk, nhà báo Juan Fortes cho rằng giám đốc Man City Siki Begiristan đã tiết lộ rằng Rodri là mục tiêu của Real Madrid. Florentino Perez chưa từ bỏ tham vọng chiêu mộ những ngôi sao hàng đầu để xây lại Galacticos 3.0. Nhà vô địch Champions League 14 lần đã sở hữu những ngôi sao hàng đầu ở tuyến giữa như Luka Modric, Toni Kroos, Aurelien Tchouameni, Eduardo Camavinga, Federico Valverde hay Jude Bellingham. Việc bổ sung Rodri vào đội hình sẽ giúp cho Real Madrid như hổ mọc thêm cánh. Tuy nhiên, việc chiêu mộ Rodri được cho là không dễ khi ngôi sao người Tây Ban Nha được coi là không thể chạm đến trong đội hình của Pep Guardiola. Rodri có khả năng kiểm soát và giữ bóng tuyệt vời, cho phép Man City thiết lập và duy trì áp lực lên đối thủ. Ngoài ra, khả năng chuyền bóng chính xác ở cả khoảng cách ngắn và dài giúp Rodri phân phối bóng và tạo cơ hội cho đồng đội. Rodri là một tiền vệ phòng ngự hiệu quả, có thể đóng vai trò cầu nối giữa hàng phòng ngự và tấn công. Với khả năng đọc trận đấu và chuyền bóng xuất sắc, sẽ rất thú vị để xem liệu có một thương vụ bom tấn nào xảy ra giữa hai gã khổng lồ của châu Âu trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 hay không. Nóng, tiết lộ vị trí Mbappe sẽ chơi nếu gia nhập Real Madrid. Dường như mọi thứ đã sẵn sàng cho việc Kylian Mbappe sẽ chuyển từ PSG đến Real Madrid vào hè này, kết thúc thương vụ đã kéo dài suốt bao nhiêu năm vừa qua. Tuy nhiên, nếu cầu thủ 25 tuổi này gia nhập gã khổng lồ Tây Ban Nha với tư cách là cầu thủ tự do sau khi hết hạn hợp đồng với PSG, rất có thể anh sẽ phải điều chỉnh phần nào vị trí thi đấu của mình. Theo tờ AS của Tây Ban Nha, Mbappe đã gật đầu với việc anh sẽ phải đá ở vị trí số 9, tức tiền đạo cắm ở Real, thay vì chơi ở cánh trái trên hàng công, vị trí quen thuộc của tiền thủ Pháp trong nhiều năm. AS chỉ ra rằng Vinicius Junior và đôi khi là cả Rodrigo đã đảm nhận vai trò đó rồi. Vì thế, để phát huy hết tiềm năng tấn công của họ, Mbappe sẽ cần phải thi đấu ở vị trí tiền đạo trung tâm. Được biết, Mbappe sẵn sàng chấp nhận thử thách chơi như một số 9 ở vị trí trung tâm, vị trí mà tiền đạo Karim Benzema đã để lại từ hè năm ngoái. AS cho hay, siêu sao người Pháp hoàn toàn bị hấp dẫn với vị trí mới này. Mbappe luôn mơ ước được giành danh hiệu Champions League và quả bóng vàng.
việc chuyển đến Real Madrid có thể sẽ giúp anh đạt được cả hai mục tiêu một cách nhanh chóng, đồng thời biến Los Blancos trở thành một thế lực mạnh mẽ hơn so với hiện tại. Theo nhiều nguồn tin, thỏa thuận giữa Mbappe và Real Madrid đã được ký kết. Tuy nhiên, cầu thủ này đã yêu cầu Real Madrid giữ bí mật để ngăn chặn việc các siêu sao của PSG gây khó khăn cho anh, điều mà Neymar đã trải qua trong suốt thời gian thi đấu cuối cùng tại câu lạc bộ Pháp. Một thông báo chính thức về việc chuyển đến Real của Mbappe dự kiến sẽ được công bố vào đầu tháng 7 tới. Công Phượng thể hiện ra sao trong lần đầu đá chính tại Nhật Bản? Sau hơn một năm cập bến Yokohama FC, Công Phượng mới có lần đầu tiên được đá chính cho đội bóng Nhật Bản. Anh ra sân ở trận đấu gặp Fagiano Okayama ở vòng 2 G-League Levain Cup 2024. Đáng chú ý, G-League Cup là nơi để Yokohama FC trao cơ hội cho nhiều cầu thủ ít được ra sân thi đấu. Công Phượng được xếp đá hộ công trong sơ đồ 3-4-2-1 của Yokohama FC. Trong trận đấu, anh thường xuyên lui về tuyến dưới để kết nối với các đồng đội, hỗ trợ khả năng phát triển bóng. Tuy nhiên, vì đã quá lâu Công Phượng chưa được ra sân thi đấu chính thức nên có lẽ cảm giác bóng của anh chưa tốt. Cũng từ một tình huống lui về làm bóng, Công Phượng xử lý lỗi và phải nhận thẻ vàng phút 20. Ở trận đấu này, Công Phượng được giao đảm nhận vai trò thực hiện các quả đá phạt trực tiếp và phạt góc cho Yokohama FC. Các quả phạt góc của anh khá khó chịu và đôi lần đưa đồng đội vào thế dứt điểm thuận lợi. Bên cạnh đó, điểm nhấn của Công Phượng đến từ tình huống dứt điểm ngay sát vòng cấm đầu trận nhưng không thắng được thủ môn. Vì là trận đấu đá chính sau một khoảng thời gian dài mất hút nên Công Phượng vẫn còn một số lỗi nhỏ. Anh chưa tự tin đi bóng đột phá như thường thấy, thi đấu chắc ăn bằng nhiều đường truyền về an toàn. Đáng chú ý hơn, Công Phượng vẫn chưa có nền tảng thể lực sung mãn nhất khi anh bị thay ra ở phút thứ 67. Ngoài ra, khả năng tranh chấp tay đôi của Công Phượng cũng cần phải cải thiện nhiều. Dẫu sao đây vẫn là trải nghiệm quý giá của Công Phượng, mà trình diễn này sẽ có tính khích lệ cao để Công Phượng nỗ lực ghi điểm với ban huấn luyện nhiều hơn. Arsenal tranh mua tiền vệ 100 triệu bảng với Man City. Với điều khoản giải phóng 100 triệu bảng của Bruno Guimaraes, đây có thể là thương vụ tương tự như Declan Rice vào hè năm ngoái, mà cuối cùng Arsenal đã giành chiến thắng. Guimaraes là cầu thủ không thể thiếu ở Newcastle kể từ khi anh đến vào năm 2022. Màn trình diễn ấn tượng của ngôi sao người Brazil giúp anh được nhiều câu lạc bộ săn đón, bất chấp điều khoản giải phóng hợp đồng lên đến 100 triệu bảng. Trong khi đó, Newcastle dù muốn giữ lại Guimaraes, nhưng vấn đề tài chính có thể khiến họ buộc phải để tiền vệ này ra đi. Sự quan tâm của Arsenal đối với Guimaraes là điều dễ hiểu, bởi tình trạng thể lực của Thomas Partey rất bất ổn. Bên cạnh đó là hợp đồng sắp hết hạn của Jorginho. Pháo thủ quyết tâm tăng cường sức mạnh hàng tiền vệ và sự toàn diện của Guimaraes khiến anh trở thành mục tiêu lý tưởng. Trên đây là tất bản tin tổng hợp sáng ngày 25 tháng 4 với những nội dung nóng nhất liên tục được cập nhật. Cảm ơn quý vị khán giả đã luôn theo dõi bản tin của Yêu Bóng Đá 5Go. Hãy để lại comment về thông tin bạn thấy đặc sắc nhất và muốn thảo luận cùng với các anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các anh em ở những bản tin tiếp theo.